Giám sát con dâu. Tuấn, Hà, xuống ăn sáng rồi còn đi làm nào. Ngày nào cũng ăn sáng ở nhà, chán ơi là chán. Thôi xuống ăn đi, mẹ đã mất công dậy sớm nấu cho bọn mình ăn rồi còn gì. Nhưng mà ngày nào cũng ăn sáng ở nhà, không cơm rang thì mì tôm, ngán lắm. Em muốn ăn nhiều món khác cơ, nhé. Anh, hôm nay anh nói dối mẹ. Mình có việc bận rồi đi ra ngoài ăn nhé. Ăn sáng ở nhà vừa ngon lại vệ sinh. Em thật là... Em nói nghiêm túc đấy. Nếu anh không nghe lời em, từ hôm nay chia đôi giường nhé, ngủ riêng. Ai lại làm thế? Thôi được rồi, để anh xuống nói với mẹ. Thôi, nhanh còn đi làm nào. Mẹ ơi, dạo này bọn con bận nhiều việc lắm. Chúng con đi làm sớm rồi tranh thủ ăn bên ngoài. Từ mai mẹ không phải nấu bữa sáng cho bọn con nữa à? Mẹ ơi, từ mai mẹ cứ ngủ thêm cho đỡ mệt à? Mẹ không cần phải dậy sớm nấu bữa sáng đâu. Chúng con xin phép đi làm. Con chào mẹ ạ. Con về rồi hả? Lên thay quần áo rồi xuống phụ mẹ nấu cơm. Vâng ạ. Mình đi làm về mệt thì chứ, lại còn bắt nấu cơm. Nào, để mẹ tráng bát cho. Thôi, mẹ cứ vào để con tự làm được rồi. Sao mẹ anh khó tính thế? Em làm gì bà cũng soi. Em nói thế nào ấy chứ? Mẹ là dễ tính nhất đấy, tại em cứ hay suy diễn lung tung. Em suy diễn làm gì? Này nhé, em nấu cơm, nhặt rau, rửa bát, mẹ cũng đứng cạnh chỉ chỗ này nọ. Làm như em là trẻ lên ba không bằng ấy. Không phải vậy đâu. Mẹ biết em không biết nấu nướng, thế nên chỉ bảo thêm ấy mà. Hết năm nay mình sinh ra ở riêng nhé. Cứ thế này em không chịu được đâu, rồi lại mất hòa khí gia đình nữa. Ờ hay, anh là con trai duy nhất trong nhà, ở riêng là ở thế nào? Nhưng mẹ khó tính thế, ngày nào cũng nhắc nhở thế nọ thế kia, em không chịu được đâu. Thôi, chuyện này từ từ hắn tính nhé. Không từ từ được đâu. Hôm nay em đã tới xem dự án nhà ở mới rồi, bây giờ chỉ còn việc gom tiền thôi anh à. Ừ. À, mai sếp lớn của anh tới nhà ăn cơm đấy. Em nhớ chuẩn bị cơm nước chu đáo đấy nhé. Sếp lớn ấy ạ? Ừ, thôi được rồi, để em tìm xem cách làm mấy món ăn ngon rồi mai em trổ tài. Món gì đây ta? Sếp lớn, hôm đám cưới mình khen em nhiều lắm đấy. Anh ấy bảo em vừa xinh đẹp lại giỏi giang, anh lấy được em không khác nào vớ được hũ vàng 10. Chuyện em mà lại... Chà, cô Hà khéo tay quá. Chú Tuấn quả là khéo chọn người. Dạ con mời mẹ. Mời anh ăn cơm ạ. Cô cho anh xin bát cơm. Anh quen rồi, ăn gì thì ăn, cứ phải làm mấy chén cơm cho nó chắc dạ. Vâng ạ. Thôi chết, làm thế nào bây giờ? Em làm gì mà lâu thế? Xới cơm lên bát thôi mà cũng lâu. Ừ, anh ơi, cơm... cơm sống rồi. Em nấu cơm kiểu gì thế? Nãy mẹ bảo để mẹ cắm nồi cơm cho thì không chịu, cứ thích thể hiện cơ. Thì tại vì mới mua gạo mới, em cứ cho ít nước như gạo cũ. Chết rồi, phải làm sao bây giờ? Con lên nhà tiếp khách đi, đứng đây làm gì? Ừ, vâng, nhưng cơm... cơm sống rồi. Thôi được rồi, cứ để đấy cho mẹ. Thôi con đổ đi, để mẹ cắm nồi cơm mới. Đổ nước sôi vào, chỉ 15 phút là cơm chín ngay. Mong bác thông cảm, tôi tuổi già mắt kém. Này con dâu nó nhờ tôi cắm cho nồi cơm. Thế mà tôi đỉnh đoán thế nào. Cơm bây giờ chưa chín, bác cứ dùng thức ăn thêm. 10 phút là cơm có thôi ạ. Vâng, không sao đâu bác. Cháu đợi thêm chút nữa cũng được ạ. May quá, hôm nay mẹ đỡ cho mình một chữ. Nếu không thì mình không còn mặt mũi nào nhìn chồng với khách của chồng. Hóa ra bấy lâu nay mẹ bên cạnh chỉ vậy, mà mình cứ nghĩ mẹ khó tính. Phải thay đổi cách nhìn thôi. Đúng là mẹ chồng số 1. Món bánh táo có ruồi.
An ơi, xem này, ngày mai khởi chiếu bộ phim Hoa nở trên mái nhà nè. Chờ mãi mới thấy có. Đâu đâu, em xem nào. Đúng phim này rồi. Nhìn xem thần tượng của chúng ta đóng vai chính trong phim đó. Nhất định em phải xem phim này mới được. Chị cũng sẽ không bỏ lỡ đâu. Phim này thấy người ta quảng cáo ghê lắm. Xem trailer cũng thấy mê rồi. Không ngờ Minh Linh không những hát hay mà diễn xuất cũng tốt nữa. Em phải đi xin tiền mẹ mua vé. Mai xin mẹ cho xuống khu chiếu phim xem mới được. Chờ chị với. Chị cũng xin tiền mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ cho chúng con mua vé xem phim này nhé mẹ. Phim gì mà hai đứa có vẻ thích thú vậy? Phim Hoa nở trên mái nhà. Phim này có thần tượng Minh Linh của chúng con đóng nhân vật chính đó. Mẹ cho chúng con đi xem phim này nhé mẹ. Đi mà mẹ, con hóng mãi phim này á. Cũng được thôi, nghe phim có vẻ hay đấy. Đưa điện thoại đây, mẹ đặt vé cho. Không được rồi, phim này không cho các con xem được. Sao vậy ạ? À? Sao, sao lại cấm ạ? À? Phim này cũng có trẻ con đóng mà. Chỉ là một số cảnh thôi mà mẹ, sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Đúng đó mẹ, các bạn con cũng rủ nhau đi xem phim này và bố mẹ chúng cũng đồng ý. Không được, dù thế nào thì phim này không dành cho các con. Mẹ không thể để thứ gì ảnh hưởng không tốt đến các con của mẹ được. Hay là đến cảnh đó con sẽ nhắm mắt lại, không xem được không mẹ? Hơn nữa, poster phim đã cấm thế này, các con chắc chắn cũng không được cho vào cửa đâu. Con 15 tuổi, cũng đâu khác 16 là bao. Mẹ không cho em thì có thể cho con đi coi được không? Chắc chắn là người kiểm vé sẽ không phát hiện ra được đâu. Đó là gian lận. Tóm lại là mẹ không đồng ý cho các con xem phim này. Các con hãy lên phòng đọc sách và học bài tiếp cho mẹ. Vì một vài cảnh đánh đấm mà mẹ không cho chúng ta xem phim. Mẹ thật là... Ừ, mẹ đúng là bảo thủ. Mấy đứa bạn chị được đi xem phim về kể hay lắm. Tức thật á, mẹ chẳng tâm lý tí nào. Mẹ không thương chị em mình. Kể ra mà phim đó cũng không có thần tượng thì chị cũng cóc cần xem. Đằng này lại có thần tượng Minh Linh. Cô ấy đóng vai chính nữa chứ. Không xem thì phí quá. Thơm quá. Hình như là món bánh táo. À ha, mẹ làm món bánh táo cho chúng ta. À ha, bánh táo. Đúng là món bánh táo rồi. Hoan hô. Mẹ ơi, cho con ăn bánh táo nhé. Con thèm lắm rồi. Đà hừ, mẹ biết là hai đứa rất thích ăn bánh táo. Nhưng hãy khoan, từ từ nghe mẹ nói đã. Con xem, món bánh táo hôm nay có ngon không? Thơm không? Có hấp dẫn hơn mọi lần mẹ làm không? Dạ ngon ạ, thơm ạ. Đúng vậy, mẹ cũng thấy thế. Trước khi ăn, mẹ muốn cho các con biết, hôm nay mẹ đã cho thêm một thứ nữa vào món bánh táo đấy. Mẹ cho thêm thứ gì vậy mẹ? Có phải là bơ không? Hay là sữa khác? Hay là... Con đoán là mẹ cho thêm hạnh nhân hoặc là sô-cô-la. Mẹ cho thêm một vài con ruồi vào chiếc bánh táo. Á! À, con chẳng ăn đâu, ghê quá. Sao mẹ lại cho cái thứ kinh khủng đó vào món bánh chứ? Đúng đó, thật kinh khủng. Mẹ thường biết chúng con thích ăn bánh táo thế nào rồi mà. Thế mà mẹ lại làm như vậy. Ơ kìa, vừa rồi các con đòi ăn cho bằng được. Thế mà giờ lại nhất quyết không muốn ăn là sao? Các con có thấy bánh táo thơm không? Có thấy bánh ngon không? Ừ, có thơm, có ngon. Nhưng mà con ruồi... Eo ơi! Các con đừng lo, ngoại trừ mấy con ruồi ra thì mẹ làm món bánh táo này hoàn hảo. Táo mẹ rửa sạch, gọt vỏ. Sữa mẹ lấy sữa tươi mới nhất. Bột mẹ nặn từ loại gạo ngon nhất. Thôi thôi, ngon thì ngon, nhưng có con ruồi kia là thấy không ăn được rồi. Các con không thấy mẹ đã vất vả thế nào à? Mẹ con rất có tâm huyết vào món bánh táo đó. Vậy mà các con không ăn thì mẹ buồn quá. Ôi, eo ơi, mẹ ăn món bánh táo có ruồi, kinh quá. Nhất quyết các con không ăn món bánh táo ngon tuyệt cú mèo này chỉ vì một vài con ruồi trong bánh hả? Đúng vậy, không bao giờ. Tại sao? Tại vì con ruồi trong chiếc bánh làm chiếc bánh bị mất ngon và rất mất vệ sinh ạ.
Đúng vậy các con à, dù chiếc bánh có thơm ngon cỡ nào thì chỉ cần một con ruồi cũng gây mất vệ sinh và làm bẩn cả chiếc bánh. Cũng như vậy, mẹ muốn nói với các con về bộ phim mà các con đã bỏ lỡ tối qua. Sao chuyện bánh mẹ lại chuyển sang chuyện phim ảnh? Chẳng nhẽ mẹ nghe thấy chúng ta nói gì? Những cảnh bạo lực trong phim cũng giống như món bánh có con ruồi vậy. Cho dù phim có hay, có diễn viên yêu thích đóng, thì chúng ta cũng không phủ nhận những hình ảnh không tốt cho các con. Và mẹ thì không muốn những thứ mất vệ sinh, bẩn, bạo lực đó ám ảnh trong đầu các con, làm ảnh hưởng đến nhân cách của các con. Bao giờ các con đủ tuổi rồi, đã nhận thức được mọi việc, lúc đó thì mẹ sẽ để cho các con quyết định. Còn bây giờ thì mẹ chưa sẵn sàng. Mẹ ơi, chúng con hiểu rồi ạ. Chúng con sẽ nghe theo lời mẹ dặn. Ok, các con của mẹ ngoan lắm. Giờ thì chúng ta cùng ăn món bánh táo nào. Nhưng... Ừ không, mẹ chỉ giả vờ thôi. Mẹ chỉ muốn thử các con và muốn cho các con hiểu. Còn làm sao mẹ có thể khiến cho các con của mẹ ăn uống mất vệ sinh được chứ? Yên tâm nhé, trong món bánh táo này không hề có con ruồi. Yeah, con ăn bánh, con ăn bánh. Ngon quá, ngon quá. Người mua giấc mơ. Ngày xưa, ngày xưa, có hai người lái buôn, một già một trẻ. Họ thường cùng nhau đi buôn chuyến. Bác già thì thực tế và nhiều kinh nghiệm, còn anh thanh niên thì mơ mộng và bồng bột. Bác buồn ngủ quá. Thế thì bác cứ ngủ trước đi. Tại sao con nhận lại bay về phía đảo Shadow nhỉ? Không biết ở đó có gì. Mình chưa bao giờ đến đó. Giá như mình được đến đó một lần cho biết. Ồ, nó quay trở lại rồi. Chắc nó có nhiều chuyện để kể về chuyến đi vừa rồi lắm đây. Giá như mình có thể nghe được tiếng của nó. Bác vừa mơ một giấc mơ rất lạ. Thế ạ, bác mơ gì vậy? À, bác mơ thấy một ông chủ giàu có sống trên hòn đảo Shadow. Trong vườn của ông ta có một cây hoa trà trắng đầy hoa. Một con nhặng bay đến nói với bác rằng hãy đào chỗ đất dưới cây rễ của cây hoa trà ấy. Bác làm theo lời nó và bác đã đào được một cái bình đầy vàng. À, hóa ra đó là những điều con nhặng muốn nói. Vậy bác sẽ đến đó chứ? Bác già rồi, bác không muốn đi đâu quá xa nữa đâu. Bác hãy bán cho cháu giấc mơ của bác đi. Trời ơi, ai lại đi mua giấc mơ bao giờ kia chứ? Cháu sẽ cho bác bất cứ cái gì mà bác muốn. Chỉ xin bác bán giấc mơ của bác cho cháu. Bác không thể hiểu nổi tuổi trẻ, thật kỳ lạ và bốc đồng. Thôi được rồi, thế cháu trả bác bao nhiêu? Cháu sẽ trả bác 300 đồng. Được, vậy là cháu sẽ sống tiếp tuổi trẻ của mình bằng giấc mơ của bác. À, mình tìm thấy rồi. Chính ngôi nhà trong giấc mơ đây rồi. Tôi là một người nghèo khó từ tỉnh Echigo đến. Tôi muốn hỏi xem ông có cần người làm không? Tôi có thể làm bất cứ điều gì ông cần. Ồ, anh đến thật đúng lúc. Tôi cũng đang cần người làm vườn đây. Từ hôm đó, anh thanh niên trở thành người dọn vườn cho ông chủ. Hàng ngày, anh làm việc rất chăm chỉ và đợi mùa xuân đến khi hoa trà nở hoa. Những cây hoa trà đã nở hoa rồi, nhưng cây nào cũng nở hoa đỏ, tuyệt nhiên không có hoa trắng. Năm sau sẽ có cây hoa trà nở hoa trắng, mình sẽ đợi tiếp. Chẳng phải trong giấc mơ con nhặn đã kể như thế sao? Ôi, chính ở đây rồi, chính dưới gốc cây hoa trà trắng này đây, giống y như trong giấc mơ vậy. Ôi, bình vàng đây rồi, đúng như trong giấc mơ.
Cảm ơn ông thời gian qua đã nhận tôi vào làm. Ông thật là tốt. Nhưng bây giờ xin phép ông cho tôi được trở về nhà. Anh là một người chăm chỉ. Tôi rất hài lòng về anh. Đây là tiền công của anh. Anh cầm lấy và mang về nhà nhé. Anh thanh niên mang cái bình vàng mà anh đã gói kỹ trong tay nải trở về tỉnh Echigo, quê hương anh. Nhờ nó, anh trở nên giàu có và sung túc. Anh trồng những cây hoa trà trắng trong khu vườn rộng lớn và đẹp đẽ của mình. Anh nói với mọi người rằng, dưới mỗi gốc hoa trà trắng đều có một bình vàng đang kiên nhẫn đợi những ai mơ thấy nó đến đào lên. Nhưng chẳng ai tin vào điều đó cả. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!